Đừng bi quan. Trời ơi, tao có giấy mời, tao có nói xà lơ rồi mà bi với không bi mấy má. Giấy mời đàng hoàng. Có thiệt mà, nãy giờ tưởng dựng câu chuyện hay gì mà hỏi trời. Giấy mời nè. Thấy cái mọc không? Còn hỏi nữa. Cho chừa. Ừ. Bài học kinh nghiệm, bài học xương máu. Thân mình phải lo thân mình. Mình lo cho xong, mình đi lo chuyện bao đồng đó má. Bài học xương máu đó má. Thiệt, sau này không bao giờ đụng tới ai hết trơn. Đặc biệt là ổ kiến lửa. Quá trời sợ ổ kiến lửa rồi. Ai mời hả? Bên thanh tra sở thông tin và truyền thông. Cũng vừa. Thì ai nói gì đâu. Tao sai tao nhận. Tao đâu có chối đâu bay. Nhưng mà cái sai của tao là gì? Là mỏ hổn. Hết. Sai của tao duy nhất là mỏ hổn thôi. Giống cô Hằng vậy đó. Mà cổ cỡ 2-3 năm cổ mới bị bế đi. Tao mới có 2-3 ngày rồi bị bế đi mẹ. Xui. Xui luôn. Xui cả na chứ. Tưởng ít nhất cũng phải được cả tháng trời. Cuối cùng chưa được mới có 2-3 ngày bị bế gì mẹ. Xui. Rất xui nha. Đáng, ừ, tao ráng, tao có nói gì đâu má. Mà chắc tụi bay chửi tao là tao cũng cầu mong mà chừng nào lục qua quả kiếm tụi bay đi. Chứ tao mở hổn có 2 ngày là nghiệp tao nó trổ, tao nó trổ căng đét luôn. Mà sao thì nghiệp hoa quả chưa tới tụi bay nó không hiểu nữa. Tao mở hổn có 2-3 ngày là trổ căng đét luôn. Tụi bay là hổn quá hổn mà sao chưa trổ tao cũng không hiểu luôn. Tao đang nghi ngờ về nhân sinh quan nè. Thank you Annie. Có 2-3 ngày chứ gì mấy má. Nói mình nói về đúng gì mở hổm. Còn nói gì khóc thì thôi khỏi nói rồi. Tần lễ là 2-3 ngày khóc rồi. Cái đó ta không có chối má. Chừng nào vô 2 ngày nữa có lệnh triệu tập rồi. Còn vô thì không biết. 2 ngày nữa mới có kết quả má. Nhưng mà chuẩn bị tinh thần trước là 1 năm đi. Vậy đi cho nhanh. Chị đi cho em theo vô. Vô thiệt hả? Ai mà biết. Đã tao nói là có giấy mời. 2 ngày nữa được mời lên. Còn có đi hay không mà không biết. Nhưng mà có kêu là phải lên chảnh làm việc về cung cấp thông tin tài khoản vỡ bò nè, TikTok nè, rồi Instagram nè. Rồi ê, hình như không có TikTok. À có TikTok. Vô ET luôn. Nên là khả năng cao là bị khóa kênh hết tất cả những cái kênh mạng xã hội liên quan tới tôi. Má ơi. Xui. Chung thân cho an lành cuộc sống hả? Ủa tụi bay nói giống như ta bị tội phạm truy nã xong rồi buông Mai Thúy vậy tụi bay. Trời ơi. Không má, ta tầm tay 595 với 596 luôn. Ê mà để ý ra coi trăng đi. Bữa nay trăng đổ quét hả má. Là sắp tới là sẽ có thiên tai má. Được xem khủng. Mướn luật sư nào bạn? Không, không cần luật sư bạn. Không có tiền, không mướn luật sư. Kệ, ai muốn xử sao xử vậy thôi. Chính nghĩa gọi chị hả? Ừ em, chính nghĩa gọi cho chị rồi. Kệ. Chơi có chịu ba.
như cô Hằng nói, tao đâu có sức chơi thì tao phải có sức chịu ba. Trời, có chơi có chịu mà má, không có chơi kiểu núp lùm á.